Dạ cô chú anh chị ơi, mình đang quay phim á, nên là vui vẻ lên giùm con nha. Đúng rồi, vui lên vui lên em. Cô này là vợ chú. Dạ. Còn thằng này là con ruột của chú. Dạ. Đúng rồi con, dâu con á. Dạ. Nguyên gia đình, trời vui quá. Dạ, mình quay xong rồi, giờ con xin phép ông và các bác, mọi người cho con được về Sài Gòn. Thôi tranh thủ về đi con, tranh thủ đi, đi về cho nó vui vẻ hen. Bà cẩn thận nghe, bà cảm ơn. Dạ con chào bác. Bà nói cái gì vậy? Linh. Thanh. Thanh. Đứng lại đó. Thanh. Thanh. Bây giờ con sao? Con chọn nó. Con coi trọng nó hơn cha mẹ. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tương lai đúng không? Bà bình tĩnh coi. Con không có muốn chọn, tại mẹ ép con. Mẹ nói cho con biết, chừng nào mẹ còn sống á, con nhỏ nó không bao giờ được bước chân vào nhà mình. Còn con muốn đi hả? Đừng bao giờ quay về nữa. Dạ, con đi luôn. Thưa ba, thưa mẹ, ba mẹ ăn Tết vui vẻ. Thanh. Cái thằng Thanh. Cái thằng mất dạy. Ông coi con ông nói chuyện với tôi vậy hả? Tết nhất mà nó vậy đó. Bà gắt gỏng với con cái quá. Tết nhất rồi, bà tạo cho nó không có đường lùi luôn. Bộ tôi muốn tôi vậy hả? Bây giờ không chừng nó bỏ nhà nó đi á, lúc đó bà đừng có hối hận. Hey. Mệt bà quá. Xuân đến rồi bạn ơi, xuân ghé vào trái tim, cho nỗi buồn còn lại cùng mùa đông tan biến trời xa.